Nhắc đến món ngon miền Bắc thì không thể nào bỏ qua món phở Thìn, nhưng nếu như bạn ở Sài Gòn thì vẫn có thể thưởng thức được nha. Địa chỉ mình đi ngày hôm nay là số 138 đường Vệ Sinh, quận 1. Phở Thìn thật ra chính là phở tái lăn với thịt bò được tẩm ướp bởi công thức gia truyền và xào trên ngọn lửa bùng to. Khi ngửi cái mùi rất là thơm, miếng thịt khi ăn sẽ cảm nhận độ mềm ngọt. Hệ thống phở Thìn Lò Đúc được phát triển bởi doanh nhân Lê Liên, cháu gái của Nguyễn Trọng Thìn. Mặc dù là ở trong Sài Gòn nhưng mà nguyên liệu 60% là được vận chuyển từ Hà Nội vào, cho nên vẫn giữ được cái hương vị gốc. Menu đây thì có tầm 30 món để cho mọi người chọn lựa. Tô rẻ nhất là 65.000 và tô đặc biệt là 90, có đa dạng từ gà, tái, nạm, gầu vân vân. Nước dùng ở đây được hầm trên 20 giờ, kết hợp với những nguyên liệu được pha trộn cho ra một cái bát phở với nước dùng đậm đà, thanh và không béo, thuần vị Bắc luôn. Đặc biệt là phở Thìn không dùng mì chính. Độ ngọt của phở Thìn là do các loại rau củ tạo ra. Phở Thìn nói riêng và miền Bắc nói chung thì mình thấy là tô phở cho hành khá là nhiều, cho nên là nếu bạn nào không ăn được thì nhớ là dặn nhân viên trước. Thay vì dùng tương ớt bình thường thì miền Bắc thường dùng ớt xay để thay thế, thơm nồng và cay hơn. Để có một cái tô phở Thìn Lò Đúc tái lăn đúng chuẩn thì người đầu bếp phải chờ chảo nóng lên, sau đó cho thịt bò vào, rừng tỏi và đảo thật nhanh. Cái lúc này thịt bò sẽ không chín kỹ nha, nhưng cũng không tái quá nên vừa mềm vừa ngọt mà lại dễ nhai. Khi mà xào chung với một ít tỏi phi thơm và chút nước mắm thì rất là thơm, cho nên mọi người nhất định phải thử một lần cái món phở tái lăn này, rất là ngon mà cũng có nhiều món để cho lựa chọn nữa. Cho nên yên tâm, hiện nay thì phở Thìn được định hướng phát triển theo tầm quốc tế, cho nên món ăn đa dạng bổ sung ngoài phở tái lăn truyền thống còn có tái nạm, gầu, gân, phở xào, phở chiên phòng và đặc biệt là kết hợp với mô hình đồ uống cho thực khách như là cà phê, sinh tố. Không gian nhà hàng thì có bên ngoài sân và bên trong nhà thoáng mát, phù hợp với cả gia đình thưởng thức vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Bán từ 6 giờ rưỡi sáng cho đến 10 giờ tối. Ngoài địa chỉ 138 đường Vệ Sinh còn có cơ sở tại Vinhomes Grand Park, thành phố Thủ Đức và phở Thìn 13 Lò Đúc rất đáng cho bạn ghé thưởng thức thử nha.